Ô nãy AC này. Bịp nhờ. Ô bảo vệ quân bạn đẹp sao nhỉ. Ô AC Max xem AC. Mày là xe của chim sẻ đi nắng. Và Isidian của 98. Ôi giời ơi, vậy là quân quân trận này là gì rồi. Mình sẽ yếu thế hơn một chút. Vâng, vậy là úi rồi anh em, những con sư tử kìa. Hay đấy. Vâng, vậy là xe của team xe. Và 98 tiếp tục đầu bài cầm AC. Hai game thủ cầm cung trận trước vẫn sẽ cầm cung ở trận đấu này. Còn Quyết thì đổi ra từ con Katha sang con Maxi, vẫn là cái bóng đấy. Ồ, anh Lớp à? Ồ, anh Lớp bây giờ đang đi Grab anh em ạ. Còn tính cả mua ô tô nữa. Ông đang đi Grab anh em nhé. Làm sao chơi được ô tô được. Khổ anh Lớp lắm đấy. Hôm qua chơi cái trò đập dân thì đập cho thằng em xẻ được 3 phát vào đầu. Cả hôm qua có cả Queen cũng tham gia. Vâng, quân bên này thì đội bạn có lợi thế hơn bên mình rồi. Có hy vọng rồi. Vẫn cứ phải thi đấu. Đây là bài Azilian. Có một bầy hiêu. Đổ đầu cũng là được. Quýt Mark C. Có hai con voi. Rồi Mark C thì bóng dân nó rộng anh em ạ. Thành ra tình huống câu hai voi nó cũng thực sự là đơn giản. Không phức tạp khó khăn như kiểu dân của xe cũng như AC. Bóng nó rất rộng. Thành ra con voi nó nhìn thấy bóng rộng này nó không bao giờ. Ồ, nó mất bóng. Mười sáu vẫn lên tìm liên đồ nữa. Hai con voi thôi. Đầu đầu thì chưa thấy cái nặng gì chứ nào. Tiếp tục được con voi thứ hai về. Bài Mark này nghe nó vẻ nó hơi xấu một tí. Chỉ đúng thêm hai con voi thôi. Đây hai con công chủ. Còn có hai con voi thì bên cạnh thì có hai em bảo vệ nữa. Ui, với Mark C này kìa bài hơi nan giải. Còn có 4 con voi thôi. Đây là máy game tổ như có hai con voi đâu. Đây là tình huống câu hai voi. Vâng, tình huống câu hai voi về. Và chắc chắn là hai con voi này sẽ nằm xuống yên vị rồi. Nào 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 nào, ngoan ngoan ngoan. Ngoan, rồi ngon rồi ngon rồi. Ngon rồi. Ồ, phải bài Bắc Bình. Đưa được hai con voi về ăn được cái bài quả phụ này thì bài AC này là quá đẹp rồi. Có kích đầu. Vẫn như y trận vừa rồi thôi. Kích đầu 75X 75456 đến từ game thủ Hoàng Minh Nhi. Vâng, bài AC là quá đẹp rồi. Tình huống cầu hai voi về tương đối là người ta gọi là ngọt. Rất ngọt cho game thủ Hoàng Nhi. Đây là dân của AC nữa. Còn cầu hai con voi về. Nó cứ tuần tuần nó đưa về thôi. Vâng, trận này thì rõ ràng rồi. Sang thế là người đi chém để cho AC đánh cung. Rõ ràng là như vậy. Ui, cái gì cái 7% từ game 98 nhá. Vâng, kinh điển, bài AC đang có 7% giò thôi. Kinh khủng. Vâng, trận vừa rồi thì cũng là bài AC. Nhưng mà không phải là bài AC đánh cung rồi. Đây sẽ là bài AC đánh chém. Vâng, 7%. Mọi em hiểu trong map la mà 7% thì đi đúng một vòng. Đi đúng một vòng là gần như đủ đồ rồi. Là một bãi quả 7 này. Một bầy hiêu về hai con voi. Kinh khủng. Vâng, vậy là chúng ta đây là bài bậc kích đó. 12x, 12x đối với game thủ Hoàng Minh Nhi bài đánh cung.
Có đây là máy game tổ cao quý, cũng là người đã kích đời rồi. Nhưng mà cái chỗ này không biết có đạt được. Vâng, giá như cây gỗ này kèn được thì sẽ có một cái vị trí mà đạt chữ S là ưng ý hơn. Vâng, vậy là bên này vẫn chưa thấy gì. Ây gì đến cùng 2-3 trận. Vâng, lại một bài đến cùng ít dần. Vâng, gần đây rất nhiều game thủ chọn những phương án là đánh ít dần đến cùng. Hôm qua thì Chima cũng có một bài cờ bay gì đánh 4-4, có bài gì đánh ít dần như vậy. Ui dồi. Vậy là bị chim sẻ nó chọc đúng cái bãi vàng này và công giáp chắc chắn là đầy đủ rồi. Nhói thật. Vâng, đánh 2 lờ. Đến từ game thủ chim sẻ đáng và đã gần lên đời rồi. Cũng dễ hiểu thôi vì là xem. Vậy mình đã quyết là bị ăn hết đàn nông dân ăn vàng rồi. Đang mang nông dân lên đã cắm con đi. Rất đen đủi thì muốn mấy bãi vàng đấy thì ngon. Mình mất giò, đồ ăn chết của thằng 3 con nông dân. Hay lắm. Ui dồi. Ờ rồi ngon. Nó đi qua nó không để ý. Tươi rồi. Vẫn đóng được y. Hàn còn 20 thôi. Mất nguyên bãi vàng. Con giò khỏi. Ui con giò này khó chịu. Con giò này thật, một đập nó chết mà nó không giữ được. Cảm giác này cũng thả kinh thế nhỉ. Thả toàn đúng man hoang. Rồi con đây là máy game tổ của Hoàng Mai Nhi. Timeline đang là 30 đang công tê vào bãi vàng của game tổ chim sẻ đi nắng. Vâng, vậy là quýt yếu rồi, quýt không ăn được vàng. Giá như mà có ăn giữ nguyên được bãi vàng thì là ngon. Ôi đi ăn một chút là chẳng đúng cái bãi vàng. Đáng thật. Vậy là hai y đang đen như là bây giờ của chim sẻ thì nắng rồi. Đang cao sẻ cho bọn cung nâng cứu, nhưng cung nâng cứu thì cái chỗ này đều khả năng cao là người được. Vâng đây rồi, vậy là đội bạn ốp sang đây luôn. Đây là một cái bài Zidane mình sẽ phải gom cùng. Thì đây không phải là một bài đẹp cho một cái thế mà phát triển được quân bên bạn thì là quân sang mấy gì. Vâng, vậy là 98 không sang đây bắn y. Và đang ốp thẳng vào nhà cái tủ hoàng đi rồi. Vâng, timeline đang là 40. Vẫn là ủi. Vâng, lại 1, 2, 3, 4 nữa chỉ có 5 con đà thôi. Nghe đâu quýt báo về nghe thích là quân của chim sẻ rồi. Đây là ui, vâng có thật nhiều. Vâng, vậy đem hết được hai nhà BL của game thủ chim sẻ đi nắng. Còn đây là những tên mà 98 đang đẩy ra. Rất rát, cộng thêm mỹ con lạc đà. Ôi, quân bên bạn đẹp hơn. Không quay là hai điều, chúng ta phải đến với trận đấu chung kết xe đấu thứ hai thôi. Và cái trận đấu này mà em thề luôn là nếu mà quýt nó không phế bãi vàng thì còn chưa biết như nào.